Tại Quảng Trị, mới đây, Công an huyện Cam Lộ vừa cho hay đơn vị đang truy nã hai bị can trong vụ án vận chuyển tàn trữ 21kg ma túy đã khoét tường trốn khỏi trại tạm giam. Đây là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Vụ đào tẩu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, thưa quý vị. Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải hai đối tượng trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho điều tra viên Lê Ngọc Đính, địa chỉ Công an huyện Cam Lộ qua số điện thoại 093 5499 357. Hai đối tượng khoét tường bỏ trốn hôm 20 tháng 2 là đoàn Trần 50 tuổi trú thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa và Nguyễn Văn Tiềm 30 tuổi trú xã Do An, huyện Do Linh theo quyết định truy nã tìm bị khởi tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam trân bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam hiện cơ quan công an đang tiến hành truy nã hai đối tượng